Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Lão Nông Bình Dương Community Channel. Thì hôm nay thì mình xin làm cái video chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh mình sẽ dời cái đàn heo lứa này đi ra cái chuồng có nắng và rộng rãi hơn nha cô chú anh chị và các bạn. Heo thì sau cái thời gian mà nó ở với mẹ nó bú sữa đó thì mình sẽ tách nó ra một cái chuồng nhỏ và kín gió và cho ăn cái khẩu phần thức ăn nó đặc biệt hơn. Đặc biệt là mình phải có một tí cám nha cô chú anh chị và các bạn đó. Thì sau khi mà nó được tầm 10 đến 15 kg rồi đó thì mình bắt đầu mình đưa ra cái chuồng có nắng có gió để cho nó có thể tắm nắng và có gió mát như vậy thì nó ngủ sẽ mau lớn hơn nha. Thì dụng cụ bắt heo hôm nay là gồm có là một cây vợt nha cô chú anh chị và các bạn đó. Và một cái rọ, cái giỏ cộng với một cái xe rùa để mình đẩy heo nha. Thì bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nha. Và đây là hình ảnh của cái chuồng heo mình sẽ để những cái con heo lứa nha. Đó. Thì sau khi mà mình phá bầy heo lớn xong thì mình sẽ vệ sinh lại chuồng trại khử trùng và đặc biệt là mình phải kiểm tra lại những cái máng nha cô chú anh chị và các bạn, bởi vì những cái con heo lớn thì nó sẽ thường làm hư máng nha. Đó thì mình sẽ gửi ở đây một bầy. Còn ở đây thì một hồi mình sẽ thả một cái bầy heo lớn hơn nữa nha. Watching.
là mình mới vừa thả 5 con ra cái chuồng mới nha cô chú anh chị các bạn. Nó thì con heo mẹ bên kia nó tưởng đâu là mình bắt con của nó, cho nên là nó rất là hung tợn luôn nha. Và tiếp theo là mình sẽ bắt lần hai nha cô chú anh chị các bạn. Thì nó còn 6 con thì mình sẽ bắt 6 con còn lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy đi xuống chuồng dưới kia như lúc nãy nha. Đó thì mình vừa chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái hình ảnh mà mình bắt cái đàn heo để đưa ra cái chuồng rộng và có ánh nắng nha. Thì cũng mong là những chú heo ra đây sẽ giống như những cái đàn heo lần trước, đó là khỏe mạnh, mau ăn và trông lớn nha. Thì xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn có những giây phút thật là thoải mái khi xem video này. Đừng quên like, share, subscribe kênh Lão Nông Bình Dương. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo.